Alo, em chào cả nhà nha. Tới hẹn lại lên cả nhà ơi. Mình có vô xem like, mình chia sẻ like giùm em nha. Xem like, chia sẻ like giùm em cả nhà ơi. Hàng đẹp xuất sắc giùm em luôn. Chào cả nhà nha, ai xem like chia sẻ like giùm em cả nhà ơi. Mango đẹp xuất sắc cho em luôn. Mango nha, em lên mango cho mình nha. Mango cả nhà ơi, mango đẹp xuất sắc cho em luôn. Một bộ 100.000 nha. Vải siêu đẹp cho em luôn. Form này size lớn nè.
Hôm nay lớn rồi cả nhà ơi. 65kg mình quay đầu giùm em nha. Siêu đẹp luôn. Mango, chất mango siêu đẹp cho em. 65kg mình quay đầu cả nhà ơi. 65kg quay đầu giùm em nha. Vải đẹp xuất sắc luôn. Vải đẹp xuất sắc cho em luôn nha cả nhà. Cả nhà ơi, vô xem like, chia sẻ like giùm em nha. Mango nha. Ấn em lên mango cho mình nè. 65kg mình quay đầu giùm em nha. 65kg quay đầu giùm em. Vải đẹp xuất sắc luôn. Hàng nhà bên em là bao chất cho mình luôn nha. Em bao chất luôn. Khách nào gần shop thì cứ việc lại shop lựa đồ thoải mái nha cả nhà. Khách nào gần shop mình cứ việc lại shop lựa đồ thoải mái luôn. Còn muốn mua hàng ở xa là mình được kiểm tra hàng nha. Hàng không đẹp, không chất, không lấy tiền. Hàng bên em là em bao đẹp, bao chất cho mình luôn. Một bộ chỉ có giá 100.000 thôi. Hàng em bao VIP luôn. Chất là em bao mịn rất luôn này. Loại 1, loại hàng loại 1 giùm em nha. Bao phê. Nè cả nhà ơi, siêu đẹp cho em luôn. Cổ sen nha. Cổ sen là cả nhà, đẹp xuất sắc giùm em luôn. Quần dài. Quần dài nha. Túi hai bên giùm em. Hàng này phi size 65kg mình quay đầu giùm em nha. Mango giùm em. Đẹp xuất sắc con mà vậy luôn. 65kg quay đầu giùm em nha. Cực kỳ đẹp luôn cả nhà. Cực kỳ đẹp cho em luôn. Hàng đẹp xuất sắc con mà vậy luôn. Một bộ 100.000. Vải không đẹp không lấy tiền. Ai thích màu nào inbox em. Màu em đang mặc là mã 1 nha cả nhà. 65kg mình quay đầu giùm em. Rồi, mã 2 cả nhà ơi. 100.000 một bộ, ai thích màu đỏ inbox đỏ. Mã 2. Mã 2 giùm em 100k nha. 65kg mình quay đầu giùm em. Quần dài có túi nha. Chất mango loại 1 giùm em, vải siêu đẹp. Mua hàng mình được kiểm tra hàng nha. Mua hàng mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha cả nhà. Vải siêu đẹp em bao chất cho mình luôn. Một bộ 100.000 nha. Khách nào gần shop thì lại lựa đồ giùm em luôn nha cả nhà. Hàng bên nhà em là bán chuẩn shop luôn nha cả nhà ơi. Siêu đẹp cho em luôn. 100.000 một bộ. Chất mango loại 1 giùm em. 100.000 nha. Ai thích màu đỏ inbox cho em mã 2. Mã 2 100.000. Hàng siêu đẹp cho em luôn. Mã 2 100.000 một bộ. Chất mango cho em cả nhà ơi. Mã 2 100.000 mango. Đẹp xuất sắc con mà vậy luôn. 100.000 một bộ thôi nha. Hàng bên nhà em là bao chất cho mình. Ai thích màu đỏ inbox cho em. Mã 2. Mã 2 100.000. Mã 2 giùm em 100.000 một bộ. Hàng đẹp xuất sắc cho em luôn. 100.000 một bộ mã 2 nha. Mã 2 giùm em. Mã 2 100.000 một bộ. Màu em đang mặc là mã 1 nha. Màu em đang mặc là mã 1. Rồi, mã 3. Mango giùm em cả nhà ơi. Mango loại 1 giùm em. Vải siêu siêu đẹp luôn. Form này là 65kg mình quay đầu giùm em nha. Form này là 65kg quay đầu giùm em. Chất là em bao viền cho mình luôn. Chất bên nhà em là em bao viền cho mình luôn. Vải siêu siêu đẹp luôn. Mango loại 1 giùm em nha cả nhà. Đây, quần có túi hai bên cho mình luôn nha. Quần có túi hai bên cho mình luôn. Quần là quần dài nha cả nhà. Siêu phẩm cho em luôn. Một bộ chỉ có giá 100.000 thôi. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Siêu đẹp luôn. 65kg quay đầu cho em. 65kg quay đầu cho em nha. Khách nào gần shop thì mình ra shop mình lựa. Siêu đẹp cho em luôn. 100.000 một bộ. Để mặc lên cho mình xem. Màu em đang mặc là mã 1 nha. Màu em đang mặc là mã 1 nha cả nhà. Đẹp lắm luôn. Hàng siêu đẹp cho em. 100.000 một bộ. Vải siêu đẹp luôn. Mango loại 1 giùm em cả nhà ơi. Đây. Siêu đẹp luôn. Đẹp xuất sắc luôn nha. Chất là em bao viền cho mình luôn. Chất là em bao viền cho mình luôn. Quần dài nha. Quần dài có túi hẳn thôi. Hai bên luôn.
Mango loại 1 chuẩn shop cho em luôn nha cả nhà. Mango loại 1 chuẩn shop cho em luôn nè. Quần dài vải em bao đẹp mình luôn. Mango loại 1 là không có nhân nha cả nhà. Mango là không có nhân nha. 65kg mình quay đầu giùm em nha. 65kg mình quay đầu giùm em. Vải siêu đẹp. Siêu đẹp cho em luôn. Quần dài nha. Có túi hai bên. Đẹp chưa? Đẹp xuất sắc cho em luôn cả nhà ơi. 100.000 một bộ mango nha cả nhà. Siêu đẹp cho em luôn. Rồi, màu em đang mặc là mã 3 nha. Màu em đang mặc là mã 3. Ai thích mã 3 inbox cho em mã 3. 100.000 một bộ. 65kg mình quay đầu giùm em. 65kg quay đầu giùm em nha. Rồi, màu này là mã 1 nha. Màu này là mã 1. Ai thích mã 1 inbox cho em mã 1. 100.000 một bộ, vải siêu đẹp. 100.000 một bộ nha cả nhà ơi. Đây, 65kg quay đầu cho em. 100.000 một bộ, chất mango siêu đẹp luôn. Đó, 65kg quay đầu nha. Ai thích mã 1, inbox mã 1 cho em. Còn màu em đang mặc là mã 2 nha. Màu em đang mặc là mã 3 chứ. Màu em đang mặc là mã 3. 65kg quay đầu cho em. 100.000 một bộ. Chất là em bao viền cho mình luôn. Chất là em bao viền cho cả nhà mình luôn. Mua hàng bên nhà em là mình được kiểm tra hàng nha. Mua hàng bên nhà em là mình được kiểm tra hàng thoải mái luôn. Đó, hàng đẹp hàng chất mình nhận giùm em nha cả nhà. Khách nào gần shop mình thì mình lại lựa giùm em nha. 100.000 một bộ vải siêu siêu đẹp giùm em cả nhà ơi. Mango loại 1 nè. Đó, đẹp xuất sắc luôn. Phối nè cả nhà. Phối cổ nè, phối tay nè, phối chân quần luôn nha cả nhà ơi. Tóc bữa nay đẹp quá dĩ ta. Ha ha ha. Cảm ơn nha. Trời ơi, ngộ lắm. Ai khen đẹp là khoái à. Cái bệnh gì kỳ cục. Mà thật sự là có hơi ngựa thiệt. Có hơi ngựa thiệt. Đó. Ai thích màu em đang mặc là mã 3 nha. Mã 3 inbox cho em mã 3. Mã 3 cả nhà ơi, siêu đẹp cho em luôn. Rồi, màu trắng là mã 1 nha. Bữa nay mới làm tóc đẹp quá. Cảm ơn Nguyễn Huy nha. Đây, siêu đẹp cho em luôn. Mã 1 à, ai thích màu trắng này, inbox cho em mã 1. Còn màu em đang mặc là mã 3 nha. Mã 3 cả nhà ơi. 65kg quay đầu vải mango loại 1 giùm em. Siêu đẹp luôn, không đẹp không lấy tiền nha. Khách nào gần shop mình lại mình lựa giùm em cả nhà ơi. Hàng bên em là siêu phẩm nha. Chất vải là em bao ghiền cho chị em mình luôn. Không đẹp không lấy tiền. Đó. Màu em đang mặc là mã 3 nha. Rồi, màu này là mã 4 nha cả nhà ơi. Mã 4, cổ sen nha cả nhà. Cổ sen giùm em. Mango loại 1 nha cả nhà. Hàng đẹp xuất sắc luôn. 100.000 một bộ. Mình được kiểm tra hàng nha. Cực kỳ đẹp cho em luôn. Quần dài có túi hai bên luôn nha. Quần dài có túi hai bên nha cả nhà. Siêu đẹp luôn. Hàng này phi size. 65kg quay đầu giùm em. Y chang Tâm đang mặc nè. Đó, y chang Tâm đang mặc vậy đó. Hàng mặc bao đẹp luôn. Đây, cổ sen là cao nè cả nhà. Đẹp xuất sắc cho em luôn. Cái chất là em bao viền nha. Chất nhà em là bao viền luôn. Không đẹp không lấy tiền. Một bộ với giá có 100.000 thôi. Đó, cực kỳ đẹp cho em. Một bộ 100.000 mango loại 1 nha. Siêu phẩm luôn. Hàng này phi size. 65kg quay đầu nha. Rồi, ai thích màu này inbox cho em mã 4 nha. Ai thích màu này inbox cho em mã 4. Đó, mango giùm em cả nhà ơi, mã 4. Ai thích màu này inbox cho em mã 4. 65kg quay đầu. Quần dài có túi hai bên. Đẹp xuất sắc cho em luôn. Mua hàng là mình được kiểm tra hàng. Đó, em cho mình kiểm tra hàng thoải mái luôn. Đúng như em quảng cáo thì mình nhận hàng giúp em nha. Còn không đẹp mình đừng có lấy. Hàng bên em là bán chuẩn luôn, nó không có bán hàng giả mạo. Ví dụ như mình like lên hàng đẹp, lúc mình giao hàng hàng xấu là không có nha. Em like sao là em bán vậy nghe cả nhà. Còn khách nào gần nhà cứ việc lại shop lựa đồ thoải mái cả nhà ơi. Một bộ 100.000, khách R là bao phê luôn. Mặc lên là bao đẹp nha cả nhà. Một bộ 100.000 cả nhà ơi, đẹp xuất sắc cho em luôn. Mango loại 1 nha cả nhà. Cực kỳ đẹp luôn. Chất bên nhà em là bao viền. Rồi, ai thích màu này inbox cho em mã 4 nha.
Màu em đang mặc là mã 3 nha. Đó, màu em đang mặc là mã 3. Cực kỳ đẹp cho em luôn. Một bộ 100 ngàn, chất mango, đẹp xuất sắc luôn. Đó. Rồi, ai thích màu này inbox cho em mã 4 nha cả nhà. Mã 4, 100 ngàn một bộ. Vải đẹp xuất sắc luôn. Không đẹp không lấy tiền cho, cái vải nó mốt rượt luôn. Đó. Cái vải nó mốt rượt luôn cả nhà ơi. Rồi, ai thích màu này inbox cho em mã 5. Đó, mã 5, 100 ngàn một bộ quần dài giùm em nha. Quần dài giùm em mango loại 1 giùm em luôn, quần dài. Có túi hai bên cho mình luôn nha. Có túi hai bên cho mình luôn. Hàng này phi size 65 kg, mình quay đầu giùm em nè. Phối nè cả nhà ơi. Đó. Phối này phối cổ nhọn nha. Rồi, ai thích màu này inbox em. Nè, trên cái lá phối nó có in 3D nữa nè cả nhà. Đó. Nó có in 3D cho mình cái cổ đó nè. Cái cổ cái tay đều in 3D cho mình hết nha. Đây, cực kỳ đẹp cho em luôn. Ai thích màu này inbox cho em mã 5. 65 kg quay đầu. Mã 5 mango giùm em. Đó, mã 5. Ai thích màu này inbox cho em mã 5. 65 kg quay đầu. 100 ngàn một bộ, chất mango luôn. Đó, loại 1 giùm em luôn, mango loại 1 mà có 100 ngàn thôi nha. Không đẹp, không chất, không lấy tiền. Một bộ 100 ngàn. Rồi, ai thích màu này inbox cho em mã 5 nha cả nhà. Mã 5, một bộ 100 ngàn, đẹp xuất sắc cho em luôn. 100 ngàn một bộ thôi. Mã 5. Hàng bên nhà em là em bao viền cho mình luôn á. Bao kiểm tra hàng luôn. Em bao cho mình kiểm tra hàng luôn. Không đẹp, không chất, không lấy tiền. Đó. Không đẹp, không chất, không lấy tiền. Đây. Rồi, ai thích màu này inbox cho em mã 6. À, cổ sen này cả nhà, in 3D cho mình luôn nè. Đó. 65 kg quay đầu. Vải siêu siêu đẹp luôn. Mịn gấp luôn, mango của em là chuẩn xốp luôn nha. Nga, chào Nga Johnny Võ. Chào Nga Johnny Võ nha. Hàng siêu đẹp giùm em cả nhà ơi. Cả nhà ơi, mình có xem like á, mình cho em xin một nút chia sẻ like nha. Hàng bên em là em bao chất luôn. Khách nào gần nhà cứ việc lại shop lựa cho em thoải mái luôn nha. Cực kỳ đẹp giùm em luôn. Đó. Nhưng mà mình có lại shop em lựa đồ á thì tầm 11 giờ trưa nha cả nhà, tại buổi sáng em bận á, em có rảnh. Đây, cực kỳ đẹp cho em luôn. Một bộ 100 ngàn, hàng bao đẹp chuẩn shop cho em luôn nha. Hàng bao đẹp chuẩn shop cho em luôn. Một bộ 100 ngàn đẹp xuất sắc cho em luôn. Mango, ai thích mango inbox cho em nè. Rồi, mã này mã 6, 100 ngàn một bộ, 65 kg quay đầu cho em. Đó, cực kỳ đẹp luôn, có 100 ngàn bộ thôi cả nhà ơi. Vải đẹp xuất sắc luôn nha. 100 ngàn một bộ luôn. In 3D cho em luôn nha. In 3D cho em luôn. 100 ngàn một bộ mã 6. Mango cực đẹp cho em luôn nha. Chất là bao viền cho mình luôn. Rồi, một bộ giống như em đang mặc đó là cả nhà ơi. Mã 7. Ai thích màu như em đang mặc là cả nhà ơi. Mã 7, 100 ngàn một bộ. Vải siêu đẹp cho em luôn. Rồi, mã 8 nha. Mã 8 giùm em. Đó. Mã 8 giùm em luôn cả nhà ơi. Đẹp xuất sắc luôn. Ai thích màu này inbox cho em mã 8. Quần dài nha. Mango loại 1 giùm em, quần dài. Mã 8 giùm em. Ai thích màu này inbox cho em mã 8. Mã 8 nha. 100 ngàn một bộ, chất mango. Không đẹp không lấy tiền. Hàng bên nhà em mà không đẹp là em không lấy tiền khách luôn á. Cho khách lựa đồ thoải mái luôn. Bao ưng luôn nha. Cho khách lựa đồ thoải mái luôn, bao ưng luôn. Rồi, satin luôn. Em còn 2 bộ satin luôn. Bao bộ. Rồi, màu trắng nè. Mã 9 cả nhà ơi, mã 9 nha. 100 ngàn một bộ thôi. Chất mango siêu siêu đẹp cho em. Hàng bên nhà em là siêu đẹp. Rồi, satin luôn. Cái bộ này nó dính dơ một nốt luôn, bán rẻ luôn. Satin này em sale cho mình luôn nè. 100 ngàn một bộ nè cả nhà ơi. Ở đây,
nó có dính một đốm nhẹ thôi. Cái này mình giật nhẹ cho em là ra đây, trong quá trình di chuyển nó dơ một đốm nhẹ thôi nha. Đây 100.000 một bộ satin cho em luôn, sale luôn nè cả nhà ơi. Đó, cực kỳ đẹp luôn, 65kg quay đầu cho em satin nè cả nhà ơi, đẹp xuất sắc luôn. Chất vải là em bao ghiền nha, vải nhà em là em bao ghiền luôn, 100.000 một bộ satin này luôn, sale cho mình luôn. Satin em sale còn có 100 luôn nè cả nhà ơi. Đó, cực kỳ đẹp cho em luôn, satin luôn, đẹp xuất sắc luôn nè cả nhà, thấy chưa, đẹp xuất sắc cho em luôn, 100.000 một bộ. Ai thích satin inbox cho em. Đó, màu này em còn, màu này em còn 3 bộ. Đó, màu này em còn 3 bộ nha. 65kg quay đầu, 100.000 một bộ chất satin cho em, siêu đẹp. Còn đồ em đang mặc là men gồ, 100.000 một bộ luôn nha. Hôm nay em sell hết cho mình, 100.000 một bộ. Vải siêu siêu đẹp giùm em, vải siêu siêu đẹp luôn, không đẹp không chất không lấy tiền. Trời ơi, cái vải nó đẹp quá, nó trơn nó tuột không. Đó, ai thích satin inbox em nè. Đây satin 100.000 luôn đó cả nhà ơi, đẹp xuất sắc, sale cho mình giá hết luôn. Hello, chào Trần Thị Kim Liên nha. Chào Trần Thị Kim Liên nha. Cả nhà ơi mà có xem like mình chia sẻ like giùm em nha. Rồi, mã này là mã 10 nha. Đó, satin này là mã 10, 100.000 một bộ. Vải siêu siêu đẹp cho em luôn. Satin xanh này là mã 10 nha. Mã 10, 100.000 một bộ thôi cả nhà ơi, đẹp xuất sắc luôn. Đây, người mẫu mặc nè cả nhà. Đó, đẹp chưa, 100.000 một bộ. Vải là em bao ghiền, nhận về mà mình nhận hàng mà vải không đẹp đừng nhận. Em bao chất cho chị em mình luôn, cực kỳ đẹp cho em luôn nha. Rồi, ai thích màu này inbox cho em mã 11. Mã 11 cho em cả nhà ơi. Đó, mã 11, 100.000 một bộ, em mặc thử cho mình xem, siêu đẹp luôn. Mã 11, 100.000 một bộ, vải đẹp xuất sắc cho em luôn nha. Vải bên nhà em là đẹp dữ lắm luôn á cả nhà. Hàng bên nhà em là bao chất, bao đẹp cho mình luôn, 100.000 một bộ, vải đẹp xuất sắc luôn. Đó, vải đẹp dữ dằn luôn. Khách nào lại xốp lửa là em bao quyền luôn á. Còn khách nào ở xa thì mình cứ yên tâm đi, em cho mình kiểm tra hàng mà mình đâu có gì phải băn khoăn đúng không. 100.000 một bộ, chất siêu đẹp cho em luôn. 65kg mình quay đầu giùm em nha, 65kg mình quay đầu giùm em là được. Quần dài có túi hai bên cho mình luôn nha cả nhà ơi, quần dài có túi hai bên cho mình luôn. 65kg mình quay đầu giùm em nha, 65kg mình quay đầu giùm em. Vải siêu đẹp, mango nhà em là vải siêu đẹp luôn cả nhà ơi. Quần dài có túi hai bên luôn nè, 65kg quay đầu. Đó, cực kỳ đẹp cho em luôn nha, 65kg quay đầu nha cả nhà ơi. Mango giùm em cả nhà, đẹp xuất sắc luôn. Đó, cực kỳ đẹp cho em luôn. Chất vải là em bao ghiền nha, 100.000 một bộ. Ai thích lên đơn cho em nha cả nhà ơi, đẹp xuất sắc luôn, hàng siêu đẹp luôn nha. Cả nhà ơi mà có xem like mình chia sẻ like giùm em nha, chia sẻ like giùm em, có 100.000 bộ à, đẹp quá trời luôn. Đó, ai thích màu này inbox em mã 12. Làm gì treo mặt văn búa lên. Giật luôn á, giật luôn á. Siêu đẹp giùm em nha, chia sẻ like giùm em cả nhà ơi, hàng siêu đẹp giùm em luôn. Gái Tây mới về, hello gái, trời ơi trời, hello bé Nhi Nhi nha. Ghê chưa, gái Tây mà chỉ biết nói một từ hello là chấm dứt hợp đồng nha cả nhà, không nói được từ thứ hai nha. Đó, cực kỳ đẹp cho em luôn cả nhà ơi. Rồi, ai thích màu em đang mặc nha, inbox cho em mã 11 nha cả nhà. Ai thích màu em đang mặc cả nhà ơi, mã 11 đẹp dữ lắm luôn đó cả nhà, siêu đẹp cho em luôn. Hàng này phi size nha, 65kg mình quay đầu cho em. Cái chất vải là em bao ghiền nè, cổ sen nè, bao sang bao đẹp cho mình luôn nha. Đó, sen phối nè. Đó, cực kỳ đẹp chưa, một bộ 100.000, cực kỳ đẹp luôn, chất là em bao ghiền nha. Khách nào mà xem mà thấy mà gần nhà em á,
thì mình cứ việc ra shop lựa nha. Còn khách nào ở xa có bán đồ ngủ không em? Có anh, nhưng mà dáng em nó không có được sexy nên em sẽ không mặc nha. À, anh mua về cho vợ anh mặc đi rồi anh tự ngắm nha, chứ em không có mặc thử được. À, đồ ngủ có, sexy cỡ nào cũng có luôn á. À, về cho vợ mình mặc, mình tự ngắm nha. Còn em không có thử đồ ngủ nha cả nhà. À, đồ ngủ, rồi em cũng muốn thử đồ ngủ lắm, nhưng mà em giảm cân quá trời mà giảm không có dính. Hôm nay em không có thử nha, ráng đợi đi. Ráng đợi mà khi nào mà em giảm em còn được tầm 40kg á, là em sẽ mặc đồ ngủ. Em sẽ like đồ ngủ, mặc đồ ngủ cho cả nhà xem nha. Nhưng rất tiếc em tới 58kg cơ, là em sẽ chỉ like đồ bộ thôi nha. À, nên cả nhà thông cảm nha. Giúp quỷ uốn thiệt hay giả mà đẹp vậy gái hi hi. Nguyễn Ngọc Hiển, em uốn thiệt nha chị, em uốn thiệt nha chế, em uốn thiệt. Tóc này là tóc thiệt nha, tóc này là tóc thiệt nha cả nhà. Không phải biết sao không, tóc em dày á, tóc em dày nè, tóc em dày á, em uốn thiệt á, em mắc đi ngựa tới 2 ngày á. Tóc em dày dữ lắm nên nhìn giống tóc giả. Có nhiều người nói trời trời sao giống như loại tóc giả, nhưng không phải nha, tóc thiệt của em á, cực kỳ đẹp cho em luôn cả nhà ơi, siêu phẩm luôn. Một bộ như em đang mặc là 100.000 nha, chất mango siêu đẹp cho em luôn. Ai thích thì mình lên đơn cho em nha. Rồi em mặc gấm cho mình nha, em mặc gấm cho mình nha, cực kỳ đẹp giùm em luôn. Gấm cả nhà ơi, gấm em có 2 size luôn nha. Gấm là bên em có 2 size, 40kg tới 55kg một size, và từ 55kg tới 65kg một size nha cả nhà. Hàng siêu đẹp cho em luôn, một bộ 100.000, vải đẹp xuất sắc luôn. Mua hàng bên em mà vải không đẹp là em sẽ không lấy tiền cả nhà mình nha. Không đẹp là em không lấy tiền cả nhà mình luôn. Một bộ 100.000 giùm em, gấm Nhật loại 1 giùm em là cả nhà, siêu phẩm luôn. Mặc lên là bao sang nha cả nhà ơi, đẹp xuất sắc luôn. Hàng này em có size cho mình là có 2 size nha, từ 40kg tới 65kg mình mặc vừa giùm em. Một bộ có 100.000 thôi, chất là em bao ghiền cho mình luôn, chất bên nhà em là bao ghiền cho mình luôn nha, cực kỳ đẹp. 100.000 một bộ. Đây cả nhà, mặc bao đẹp luôn. Cấp này, cấp này sửa soạn thấy bóp đẹp gái quá cưng ơi. Trời ơi, cấp này lên 8kg rồi đó là xấu rồi đó. Cấp trước 52kg mới đẹp, cấp này lên ký quá trời, ăn hơi nhiều. À, cực kỳ đẹp giùm em nha cả nhà ơi. À, siêu siêu đẹp luôn nha. Ai thích gấm thì bóc gấm cho em cả nhà ơi. Trời ơi, mặc vô là bao cưng, bao đẹp, bao sang cho mình luôn nè. Đây, size này là 65kg quay đầu giùm em nè. Hàng này em có 2 size cho mình nha. Hàng này em có 2 size cho mình, từ 40kg tới 65kg quay đầu nè. Quần nè. À, ai thích phong, ai thích cái phong quần nó nhỏ nhỏ là mình vớt đồ gấm này được nè. Ôm đẹp chưa? Cực kỳ đẹp cho em luôn nè. Đây, bao đẹp luôn. Gấm nhà em là em bao đẹp cho mình luôn nha. Em hơi lùng á, em có 1m5 mấy à. À, đứng lên cho cả nhà xem, siêu đẹp luôn. Đây, một bộ 100.000, cực kỳ đẹp cho em. Rõ vô vải là em bao phê mình luôn. Hello, chào Linh Huê nha. Cả nhà ơi, chia sẻ like giùm em nha, chia sẻ like giùm em. Hàng siêu siêu đẹp cho em luôn. Một bộ có 100.000 thôi, chắc là em bao ghiền cho mình luôn nha. Rồi, ai thích màu xanh, inbox xanh cho em nè. À, bé Nhi Nhi, đẹp. Cảm ơn bé Nhi Nhi nha. Cả nhà ơi, chia sẻ like giùm em nha. Rồi, màu này là màu xanh nha. Màu xanh nè cả nhà ơi, đẹp xuất sắc luôn. Rồi, ai thích màu hồng, inbox hồng cho em. Hồng 100k, 100.000 một bộ. Vải siêu đẹp cho em luôn. Khách mà là khách của nhà em rồi á, là em bao chất luôn nha. Hàng nhà em làm bán bao chất luôn, không đẹp không lấy tiền. Khách nào ở xa mình còn băn khoăn á, mình cứ việc mua thử đi. Em cho mình kiểm tra hàng, không đẹp em tâm không lấy tiền ha.
không đẹp là em Tâm sẽ không lấy tiền ở nhà mình đâu. Ai thích màu xanh inbox xanh cho em nè. 65kg quay đầu nha, mẫu em đang mặc là 65kg quay đầu. Còn ai bao nhiêu ký á, mình inbox cho em sẽ cho mình chọn màu nha. Còn em đang mặc cái size của em là 65kg quay đầu à, chỉ sau sau mấy tháng con, sau 3-4 tháng, chỉ sau 4 tháng thôi cô ấy đã đạt chỉ tiêu lên tới 6kg chứ không phải là xuống được 6kg nha cả nhà. Hết biết thân thì khoái gầy mà lên một hơi 6kg sống nổi không? Tôi là tôi khóc muốn chết luôn mấy chế ơi, mít nhọt nước mắt nào lau cho nổi nước mắt của em đó cả nhà. Cực kỳ đẹp cho em luôn nha cả nhà ơi. Rồi ai thích màu hồng inbox màu hồng cho em, 100.000 một bộ, vải siêu đẹp luôn chứ đừng nói tới đẹp nha, vải bên nhà em là siêu đẹp luôn, 100.000 một bộ. Ai thích màu xanh inbox xanh cho em, gấm nè cả nhà đó. Màu nào cũng đẹp cũng sang hết á, em bao sang bao đẹp cho mình luôn, một bộ 100.000 đẹp sắc luôn cả nhà, đẹp xuất sắc luôn nha, cực kỳ đẹp cho em luôn. Rồi ai thích màu xanh inbox xanh cho em, xanh 100k nha, xanh 100k. Còn ai thích màu hồng thì mình inbox hồng cho em, hồng 100k siêu đẹp luôn. Cái vải bên nhà em là em bao đẹp nha, vải bên nhà em là em bao đẹp cho mình luôn á. Hàng này làm có hai size nha, từ 40kg tới 65kg vừa luôn. Nên ai mà thích á, chỉ việc inbox cho em số ký thôi, em sẽ cho mình chọn màu nha cả nhà ơi. Siêu đẹp luôn, vải bao đẹp bao bóng luôn, mặc lên là em bao sang cho mình luôn, 100.000 một bộ, đẹp xuất sắc con mà vậy luôn nha. Rồi ai thích màu hồng inbox màu hồng cho em, còn ai thích màu xanh em đang mặc inbox màu xanh cho em nha, 100.000 một bộ. Đó, siêu đẹp luôn, siêu đẹp cho em luôn nha, 100.000 một bộ, đẹp xuất sắc luôn. Đây đó, cực kỳ đẹp cho em luôn. Gấm Nhật loại 1, vải không đẹp em Tâm không lấy tiền đó, vải không đẹp là em Tâm không lấy tiền nha, 100.000 một bộ. Chia sẻ like giùm em nha cả nhà ơi, chia sẻ like giùm em nha. Vải này là bao ghiền luôn đó, khách hồi trưa người ta lựa lại, người ta lựa người ta thử một cái ưng bụng, người ta lượm hơi 3 bộ luôn cả nhà đó, cực kỳ đẹp cho em luôn cả nhà ơi. Hàng nhà em là bán đồ tại shop nha, tại vì nó ngay đi tâm lý mà em mới ra bán á, nên khách nào cũng vậy thôi, băn khoăn về cái chất lượng vải, rồi băn khoăn là không biết em bán rẻ mà đồ có đẹp hay không rồi nha. Thì cả nhà cứ yên tâm đi, mình ra mình kiểm tra vải, vải đẹp mình mua, vải xấu mình đâu cần mua, ai bắt buộc mình đâu đúng không đó. Hàng đẹp mình nhận giúp em nha, siêu đẹp cho em luôn. Gấm Nhật loại 1 giùm em, 100.000 một bộ, không đẹp không lấy tiền. Đâu hết rồi, đây quay vòng vòng hỏi đâu hết rồi thích cưng không, siêu đẹp luôn, một bộ 100.000, vải đẹp xuất sắc luôn. Mình được kiểm tra hàng nha, mua hàng bên em là mình được kiểm tra hàng. Gấm Nhật loại 1 mà có 100.000 một bộ thôi, ai thích thì mình inbox cho em. Rồi hồng Dior nè, hồng Dior nè cả nhà ơi, ai thích hồng Dior inbox hồng Dior cho em, 100.000 một bộ, vải siêu siêu đẹp cho em luôn đó. Gấm nè cả nhà đó, hồng Dior nha, hồng Dior 100.000, vải siêu đẹp giùm em, 100.000 một bộ, đẹp xuất sắc luôn, đẹp xuất sắc luôn. Em mặc thử cho mình xem nha. Rồi ai thích màu xanh em đang mặc inbox cho em, xanh nha, xanh 100.000, xanh 100.000 giùm em, vải siêu đẹp luôn, xanh 100.000 vải siêu đẹp cho em luôn, 100.000 một bộ. Hàng này em có hai size, 65kg với lại 65kg quay đầu, từ 40kg tới 65kg đó. Ai bao nhiêu ký inbox cho em nha, vải siêu đẹp luôn. Rồi hồng này là hồng Dior nè, hồng Dior giùm em, 100.000 một bộ, vải siêu đẹp luôn á, vải bên nhà em là siêu đẹp luôn chứ đừng nói tới đẹp nha. Đây nãy là em mặc hồng trơn, còn này là hồng Dior nha, hồng Dior giùm em nè cả nhà ơi, đẹp xuất sắc luôn. Đây đó cả nhà thấy không, Dior nguyên hết người luôn nè.
Đây, siêu đẹp cho em luôn. Gấm nè, đó, đẹp nhức nát luôn. Áo có túi, quần dài có túi hai bên cho mình luôn nha cả nhà. Quần dài có túi hai bên cho mình luôn. Chất vải là em bao ghiền nha. Chất vải là em bao ghiền cho mình luôn. 100.000 một bộ, vải đẹp xuất sắc. Rồi, ai thích hồng Dior em báo cho em hồng Dior nha. Hồng Dior 100.000 một bộ. Nay tóc đẹp vậy. em mới ngựa, em mới đi làm. Á chị Di Lê. Siêu đẹp giùm em luôn đó cả nhà ơi, vải này đẹp dữ lắm nha. Mới đi làm mà làm cực lắm, tại có con nhỏ cực lắm. Mà quyết tâm đi làm thì đẩy 2 ngày luôn á. Ngày bữa trước đi ra làm từ trưa tới chiều, chưa được đâu đâu cho ngày hôm sau đi nữa. Mê, vì đam mê nha cả nhà. Em đam mê lắm. Tại sanh con nhỏ nên không có được làm tóc. Con lớn lớn này năn nỉ mãi mới cho đi làm đó cả nhà ơi. Em thích làm điệu dữ lắm. Đấy nha. Ai thích màu xanh inbox màu xanh cho em. Ai thích màu xanh inbox màu xanh cho em. 100.000 một bộ gấm Nhật loại 1 giùm em nha. Gấm này là gấm Nhật loại 1 luôn nha cả nhà. Siêu đẹp cho em luôn. 100.000 một bộ. Rồi, ai thích hồng Dior này inbox cho em nha. Hồng Dior 100.000 một bộ, vải siêu đẹp luôn. Vải nhà em là siêu đẹp luôn. Mua hàng mình được kiểm tra hàng nha. Khách nào gần nhà cứ việc lại shop lựa đồ thoải mái giùm em. 100.000 một bộ giùm em. Đó. Ai thích hồng Dior thì inbox cho em hồng Dior. Còn ai thích hồng trơn nè, inbox cho em hồng trơn. 100.000 một bộ, mặc siêu sang siêu đẹp cho em luôn. Rồi, vàng Dior nha. Em lên vàng Dior cho mình nè cả nhà ơi. Vàng Dior cho mình nè. Đây, 100.000 một bộ, vải siêu đẹp cho mình luôn nè. Gấm Nhật loại 1 giùm em nha cả nhà. 100.000 một bộ, vải không đẹp không chất không lấy tiền. Đó. Ai thích lên đơn cho em nha. Gấm 100.000 một bộ. Đây, hồng Dior nè. 65kg quay đầu nha. 40kg tới 65kg em có size cho mình luôn. Ai bao nhiêu ký mình inbox cho em nha. Cực kỳ đẹp luôn. Một bộ 100.000, vải đẹp xuất sắc luôn. Không đẹp không lấy tiền nha cả nhà ơi. Đó, không đẹp là không lấy tiền mình luôn. Ai thích màu vàng inbox cho em nè. Vàng Dior nè cả nhà ơi. Vàng Dior 100.000 một bộ. Quần dài giùm em nha. Quần dài giùm em. Đó. Vàng Dior đẹp xuất sắc luôn. Chất là em bao ghiền cho mình. Chất là em bao ghiền cho mình nha. Mình mua hàng là mình được kiểm tra hàng thoải mái, nên cho chị em mình đừng có băn khoăn nha. Chị em mình đừng có băn khoăn. Đó. Mình thích thì mình cứ việc lên đơn thôi. Đó. Băn khoăn gì em lo hết á. Em thầu hết luôn. Bao yên tâm, bao chất lượng luôn. Chỉ có 100.000 một bộ thôi nha. Vải siêu đẹp cho em luôn. Vải siêu đẹp cho em luôn. 100.000 một bộ. Rồi, ai thích vàng Dior inbox cho em vàng Dior nha. 100.000 một bộ, vải đẹp xuất sắc cho em luôn. Vải này là đẹp xuất sắc cho em luôn, nó một từ là xuất sắc nha. Hàng này em có hai size. Từ 40kg tới 60kg, 65kg vừa cho mình nha. Đó. Ai thích màu vàng thì inbox cho em. Vàng Dior 100.000 một bộ. Cực đẹp cho em luôn. Đây. Đó. Cái phong độ quần dài này nè. Em mặc lên là bao cân nè cả nhà. Siêu đẹp cho em luôn nha. Ai thích vàng Dior, inbox cho em vàng Dior. 100.000 một bộ. Vải đẹp xuất sắc con bà Bảy luôn. Vải đẹp xuất sắc con bà Bảy giùm em luôn nha. 100.000 một bộ. Siêu đẹp cho em luôn cả nhà ơi. Siêu đẹp cho em luôn. Vàng Dior 100.000 một bộ nha. Rồi, vàng trơn cả nhà ơi. Vàng trơn nè. Ai thích vàng Dior thì inbox cho em vàng Dior. Vàng Dior 100.000 một bộ, vải đẹp xuất sắc cho em luôn. Quần dài có túi hai bên cho mình luôn nha. Quần dài có túi hai bên cho mình luôn. Áo là có túi cực kỳ em luôn nè. Chất vải là em bao phê cho mình luôn. Yên nguyên Dior hết người luôn nha.
cực kỳ đẹp luôn, 100.000 một bộ. Ai thích vàng Dior inbox cho em vàng Dior 100.000, vàng Dior là 100.000 một bộ nha, siêu đẹp cho em luôn. Rồi vàng trơn nè cả nhà, vàng trơn nè đó, vàng trơn giùm em nè cả nhà ơi. Hàng này em có hai size 40kg, 40kg tới 65kg vừa nha. Em có hai size cho mình luôn, từ 40kg tới 65kg vừa cho mình luôn. Một bộ 100.000, vải siêu đẹp luôn, vải siêu đẹp cho em luôn. Ai thích vàng Dior thì inbox vàng Dior cho em, còn ai thích vàng trơn inbox vàng trơn cho em nha. Một bộ 100.000, siêu đẹp cho em luôn. Bữa nay mấy đồ bộ, bữa mua mấy đồ bộ đồ ai cũng khen đẹp ha. Ha, cảm ơn tùa đổ nhiều nha. Trời ơi trời, khách mua phản hồi như vậy nghe thấy nó sướng cho người sao đâu á. Cảm ơn tùa đổ rất là nhiều luôn. Khách này khách quen gần nhà em nha cả nhà ơi, khách lại shop mua đó, em bao chất cho cả nhà mình luôn. Lựa hàng mà không đẹp em không ưng, không lấy tiền luôn á cả nhà. Siêu đẹp cho em luôn nè cả nhà ơi. Rồi, ai thích gấm trơn inbox cho em gấm trơn nha. Đây, vàng trơn giùm em 100.000 một bộ. Vải siêu đẹp giùm em nè cả nhà. Đó, có 100.000 một bộ thôi. Vải siêu đẹp giùm em luôn. Trời ơi. Tôi nói bán đồ hạnh phúc nhất là được khách hàng khen luôn. Nghe mà mừng trong bụng, làm cái động lực cho mình bán hàng nữa nha cả nhà. Đó, cực kỳ đẹp cho em luôn. Chất bao đẹp, bao phê, bao ghiền luôn nha. Đây, ai thích vàng trơn inbox vàng trơn cho em, cực kỳ đẹp luôn. Khi nào á mà có ai muốn mua đồ á, giới thiệu cho Tâm nha. Tham lắm, bán được một người à, muốn giới thiệu rồi, giới thiệu nhiều mới chịu á. Em hơi tham hoa tụi đổ. Cực kỳ đẹp luôn nha. Chất bên nhà em là em nói một từ là em bao chất luôn, không đẹp không lấy tiền. À, mua hàng mình được kiểm tra hàng nha, mua hàng là mình được kiểm tra hàng thoải mái luôn, hàng đẹp mình nhận giùm em, hàng không đẹp mình khỏi nhận. À, chứ không phải là hàng không đẹp là bắt nhận đâu, không có nha. Khách cứ việc lại shop lựa đồ, ai gần nhà cứ việc lại lựa, ưng mua không ưng thôi vậy đó. Tâm dễ chịu lắm, ai cũng vậy thôi mà, đi mua đồ không cho lựa sao mua, đúng không? Đó, cực kỳ đẹp cho luôn nha. Ai thích vàng Dior inbox cho em vàng Dior. Rồi ai thích vàng trơn inbox cho em vàng trơn nha cả nhà. 100.000 một bộ, vải đẹp xuất sắc cho em luôn. Vải đẹp xuất sắc cho em luôn á. Hàng này không đẹp không chất không lấy tiền nha. Một bộ 100.000, 65kg quay đầu nha. Mẫu này là 65kg quay đầu giùm em. Đó, em có hai size, mẫu gấm này em có hai size cho mình nè. 40kg, từ 40kg tới 65kg mặc vừa nha. Em có hai size cho mình. Nên mình bao nhiêu ký mình cứ việc inbox cho em thôi. Một bộ 100.000, vải siêu đẹp luôn. Vải siêu đẹp cho em luôn cả nhà ơi. Hàng đẹp xuất sắc luôn nha. Hàng đẹp xuất sắc cho em luôn. Cực kỳ đẹp. Gấm Nhật loại 1 giùm em nha cả nhà. Không đẹp, không ghiền, không lấy tiền nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, em lên đồ bộ cho mình nha. Đồ bộ cho mình luôn nè. Bên em có bán đồ bộ nữa cả nhà ơi. Gắn ren luôn nha, ép đá cho mình luôn. Thun AT giùm em, siêu đẹp luôn. Em sell cho mình nha, 70.000 một bộ. Ai thích inbox em nha. Có 70.000 một bộ thôi. Hàng siêu đẹp luôn. Ai nói ở gần nhà vậy? Vĩnh Lợi nha, 15km đó mà chạy ra mua đồ mới ghê. Ủa? Lấy chồng về Vĩnh Lợi hả? Không có hay luôn á. Trời trời, vậy mà em tính đâu tùa đổ à? Vậy mà em tính đâu tùa đổ ở ngoài xã không à? Đâu có hay lấy chồng về Vĩnh Lợi đâu trời. Cảm ơn nha, trời ơi. Thấy thương không? Từ Vĩnh Lợi ra đây luôn. Không hề biết luôn á trời, không rồi anh toàn nói là chết ở ngoài nhà mẹ không à.
là ngoài lấy chồng vòng vòng đấy không à? Rồi, ngoài lấy chồng ở Vĩnh Lợi đó. Bao đẹp luôn nha cả nhà. Hàng bên nhà em là bao đẹp luôn nè. Chết là em bao ôm luôn. Form bao đẹp luôn. Một bộ có 70 ngàn thôi nha. Đây, cổ tròn nha cả nhà đây. Cổ tròn cho mình luôn nè. Ráp ren luôn, ép cườm cho mình luôn. Tay nè cả nhà. Đó. Ai thích tay đơn giản, em có tay đơn giản cho mình luôn. Một bộ 70 ngàn. Vải siêu đẹp luôn. Đó. Đó, cực kỳ đẹp cho em luôn nha. Lấy cho bổ sung. Không hiểu nghe cho Ly Trần. Nghe cho Ly Võ không hiểu. Không hiểu mình đang nhắn cái gì nha. Cực kỳ đẹp cho em luôn cả nhà ơi. Đó, 70 ngàn một bộ, ai thích lên đơn cho em nha. Thun AT 70 ngàn một bộ. Cực kỳ đẹp luôn. Nhắn gì em không hiểu, đọc không có được. Em đọc em không có hiểu mình đang nói gì đâu nha. Màu xanh. Bao nhiêu ký? Chỉ bằng ký em à. Hàng này là màu này là 65 ký quay đầu nha. Mình bao nhiêu ký vậy nha? Cho đi vỏ. Đó, mình bao nhiêu ký vậy cho đi vỏ. Cực kỳ đẹp cho em luôn á cả nhà ơi. Hàng bên em bán lại tại shop á, khách lại 65 ký rồi, chốt cho Nga. Nga cho đi vỏ nha. Chị ơi, mình cho em xin số địa chỉ và điện thoại nha cả nhà ơi. Cực kỳ đẹp cho em luôn. Mình đặt hàng mình phải cho em số điện thoại với địa chỉ mới gửi cho mình được nha. Siêu đẹp cho em luôn. Còn khách nào gần nhà nhiều khi cái nick của mình em không có biết thì mình nói em đi bán em giao cho mình luôn. Mình ở xa, mình đặt hai bộ đi, nó đỡ tìm ship lắm. Em nói với chị là em bảo đảm với chị là chất bên nhà em là bao đẹp luôn. Không đẹp, mình không cần nhận, cho về nha. Vải không đẹp, không lấy tiền. Khách người ta lại mà người ta còn lựa được 5-7 bộ, 3-4 bộ là bình thường ấy nhỉ. Em không có nói dốc nha. Em hồi nào là tính em thiệt lắm. Em không có nói dốc à. Tại vì em thấy á, mình ở xa, ví dụ như bộ đồ này có 100 ngàn thôi, nhưng mà mình tốn tiền ship rồi là nó mình cũng uổng tiền á. Mình mua một lần 2-3 bộ đi, đỡ tốn tiền ship. Mà vải em nói là siêu đẹp luôn nha. Vải bên nhà em là em bao cho mình là siêu đẹp luôn. Chứ đừng nói một từ đẹp đây. Cái chất vải em đưa gần cho cả nhà mình xem nè. Nó bóng, nó mịn gớt luôn. Siêu đẹp giùm em luôn nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Nga cho đi vỏ. Mình cho em địa chỉ luôn nha. Nga cho đi vỏ 0928. Mua hàng bên em là mình được kiểm tra hàng nha. Ví dụ như mà ai mà có mạo đơn á, người ta không cho mình kiểm tra hàng mình đứng nhận. Tại vì bên em bán lúc nào em cũng cho mình kiểm tra hàng hết đó. Đúng như em quảng cáo, đúng như chất em nói thì mình nhận hàng nha. Cho nên mình cứ việc yên tâm ha. Không phải là lên tới mấy anh shipper nói chị ơi không cho giao hàng là hàng giả, hàng nhái nha. Là người ta ăn cắp đơn nha. Em không có biết chương trình đó đâu nha. Còn bên shop em là em uy tín nha. Cho kiểm tra hàng, hàng đẹp, hàng chất lượng như em nói. Mình nhận hàng giùm em. Tại em bán hàng, khách lại shop lựa cũng vậy. Mà khách ở xa mua cũng vậy nha. Đó. Chứ không phải khách ở shop lựa em lấy đồ cho lựa thoải mái sung sướng, mà khách ở xa em giao hàng mà không cho nhờ kiểm tra hàng thì tình em mua ai mua, mà không cho em kiểm tra hàng cũng đâu mua, đúng không? Ai cũng vậy. Nên mình mua đồ bên em mình được kiểm tra hàng thoải mái, hàng đẹp nhận giùm em cảm ơn nha. Còn hàng không cho nhận, không cho kiểm, miễn bàn, no, cho mày quay đâu mày quay đi, không có nhận nha. 877 8583. Mình cho em xin địa chỉ nha. Nghe cho đi vỏ. Có địa chỉ mới được. Cực kỳ đẹp giùm em. Đây. Một bộ 100 ngàn nha. Siêu đẹp cho em luôn. Gấm giùm em. Ai thích gấm inbox gấm cho em nè. Đó. Vàng trơn nè cả nhà ơi. Vàng trơn nè. Siêu đẹp cho em luôn đó. Một bộ 100 ngàn. Đẹp xuất sắc luôn. Ai thích gấm inbox gấm cho em. 100 ngàn một bộ. Vải siêu đẹp luôn. Không đẹp, không chất, không lấy tiền nha. Hàng bên nhà em mà không đẹp, không chất, không lấy tiền. Mấy
Việt Nam. Cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà. Đó, thun em đang mặc là thun AT nha. Có ren ép cườm cho cả nhà mình luôn. Một bộ chỉ có 70 ngàn thôi. Ai thích em có đủ size cho mình luôn. Size 2, size 3, size 4 và size 5. Mình bao nhiêu ký mình cứ việc inbox cho em. Em sẽ cho mình chọn màu nha. Em sẽ cho mình chọn màu thoải mái luôn. Đó. Em rất là dễ chịu nha. Cực kỳ dễ chịu luôn. Mà khi em khùng thì em cũng cực kỳ khùng luôn. Không ai khùng bằng em đâu. Đó. Hi hi. Rồi. Em thấy rồi nha. Cực kỳ đẹp giùm em nha cả nhà ơi. Siêu đẹp luôn. Hàng bên nhà em là siêu đẹp luôn nha. Ai thích gấm inbox gấm cho em nha. Ai thích gấm inbox gấm cho em. Thun AT là 70 ngàn một bộ. Có ren có cườm cho mình luôn nha. Cực kỳ đẹp cho em luôn. Bao đẹp luôn. Rồi, lụa Hàn cả nhà ơi. Lụa Hàn giùm em. Đó, lụa Hàn giùm em siêu đẹp luôn. 65kg quay đầu giùm em luôn nè. 80 ngàn một bộ thôi. Chất lụa Hàn giùm em. Siêu đẹp. Nhận hàng không ưng không lấy tiền. Em còn ít hả? 80 ngàn một bộ nha. Đây, lụa Hàn phối giùm em. Chất lụa Hàn giùm em nha. 80 ngàn một bộ. Siêu đẹp luôn. Có túi hai bên cho mình nha. Có túi hai bên cho mình luôn. Siêu đẹp cho em. Một bộ 80 ngàn. Vải đẹp xuất sắc. Mua hàng là mình được kiểm tra hàng nha. Cả nhà mình có xem like mình cho em tâm xin một nút chia sẻ like nha. Cực kỳ đẹp cho em luôn nè. Đây, 65kg quay đầu giùm em. Đó. Cực kỳ đẹp cho em nha. Em cao có 1m53 hay gì à. Mà em nặng tới 58 hay 59kg vậy. Em bữa em cân 58 mà. Cấp này ăn nhiều quá biết có lên là phát triển nữa hay chưa thì em chưa có biết. Khả năng tiềm ẩn của em nha cả nhà. Uốn tóc ở, uốn tóc ở đâu mà đẹp vậy. Em uốn ở ngoài công viên Phú Lộc với chị. Salon Tấn nha. Salon Tấn. Công viên Phú Lộc á. Siêu đẹp luôn cả nhà ơi. Rồi, ai thích lụa Hàn inbox lụa Hàn cho em. Màu em đang mặc là mã 1 nha. Màu em đang mặc là mã 1 nha. Em ở gần nhà chị. Hi hi hi. Trời ơi. Em ở gần nhà chị. Hi hi hi. Ở gần nhà chị. Rồi chị có đi bán có đi ngang nhà cưng không? Chị đi bán có đi ngang nhà cưng không? Nếu mà chị đi bán đi ngang nhà cưng thì chị dơ cho. Còn không là cưng qua lấy nha. Có gần không? Gần thì ngày mai chị gọi điện rồi chị mang theo rồi chị giao luôn cho. Còn còn chị không đi ngang là chị không giao ra lấy anh nha. Một bộ 100 ngàn nha cả nhà ơi. Ơ quên. Mấy trăm? Không biết nữa. Em ở Cà Mau 2 Thiên Nội không nội mẹ ơi. Ở gần nhà tôi tới Cà Mau 2 luôn hả? Sao tôi đi xuống đó tôi giao nổi không nội? Mới chơi chứ. Không biết. Không biết là bao nhiêu mà có mua thêm một chai thuốc nữa là 1 triệu. Em ở Sa Mau 2. Em ở Sa Mau 2 mà chị đọc thành em đánh thành Cà Mau 2. Trời ơi trời. Sa Mau có ai trong nhà trong đường nhà chị quen không? À, đi ngang shop chị lấy không? Hay là nếu mà ship á thì là mười mấy ngàn á. Như chị ship ra ship vòng vòng Phú Lộc này là tầm 16 ngàn hay là 20 ngàn. Nếu mà em ship trong ngày là 20 ngàn. Còn nếu mà để cho bên Viettel nó giao á tầm 2 ngày á là 16 ngàn á. Còn nếu như mà mấy cái anh shipper kia anh nhận là anh nhận buổi sáng buổi chiều anh giao cho em liền luôn á là 20 ngàn. Còn nếu mà chị đánh đơn lên trên mạng á, đánh đơn lên trên hệ thống á là 16 ngàn à. Hay là em ghé chị lấy thì tùy thôi ha. Em thích cái nào thì chị dớt cái đó. Ok ok. Còn có đi ngang nhà chị thì dớt giùm chị luôn. Còn cảm ơn nữa. Siêu đẹp cho em luôn nha cả nhà ơi. À,
Một bộ như vậy có 80 ngàn thôi nha. Lụa hèn giùm em cả nhà ơi. Đẹp dữ lắm. Đẹp dữ lắm giùm em luôn nha. Em còn mấy bộ à? 80 ngàn một bộ. Hàng này em còn mấy bộ à? Mới làm tóc hả? Đẹp. Ừ, tóc mới làm á Thảo. Tóc mới làm, mới đi ngựa được luôn. À, năm nỉ mới đi ngựa được luôn. Đi làm 2 ngày mới rồi á. Ai thích màu em đang bộ em đang mặc nha, mã 1 giùm em còn mấy bộ em sale cho mình luôn. Cực kỳ đẹp giùm em cả nhà ơi, đẹp xuất sắc luôn. Đẹp xuất sắc cho em luôn nha. Rồi. Ai thích màu này inbox cho em. Ai thích màu này inbox cho em nha. Một bộ 80.000. À, em còn mấy bộ thôi. 80 ngàn nha. 65kg quay đầu giùm em. Đẹp xuất sắc luôn. Lụa hèn nha cả nhà. Lụa hèn cho em 80 ngàn một bộ. Rồi, ai thích màu này inbox cho em. Mã 2. Mã 2 80 ngàn. Mã 2 80 ngàn nha. Còn màu tao vừa mà còn màu này là mã 1 nha. Mã 1 80 ngàn. Biết cái đầu óc nó hơi bị lẫn á, không có nhớ được màu luôn á, thiệt á. Nhiều khi mình nói mã đi rồi tâm quất vô trong cái bọc á, tâm biết. Nhiều khi tâm nói mới nói xong cái đột mà hỏi lại, nhiều khi không có nhớ. Bây giờ đầu óc nó hơi bị khìn khìn á. Em biết em hơi bị khìn khìn á nha. Siêu đẹp giùm em luôn nha. Siêu đẹp giùm em luôn. Trời ơi. Rồi, ai thích thì inbox em nha. Cái này là lụa hèn phối nè. Siêu đẹp cho em luôn. Mã này là mã 1. Em còn mấy bộ à? Cái bộ em sao ấy? 80 ngàn một bộ nha. 80 ngàn một bộ giùm em. 65kg quay đầu. Ai thích cái này inbox cho em mã 1. Mã 1 giùm em. Vải siêu đẹp. 65kg quay đầu nha. Mã 1 giùm em. 65kg quay đầu. 80 ngàn một bộ. Vải đẹp xuất sắc luôn. Vải nha em nhà, tâm là tâm bao chấp cho mình luôn đó cả nhà. Tâm bao chấp luôn chứ đừng nói nha. Rồi, mã 1. Ai thích màu này inbox cho tâm mã 1. Rồi, Dior xanh nè. Dior xanh cho tâm mã 2. Mã 2. Dior xanh mã 2 nha. Rồi, màu tâm đang mặc là màu hồng nha. Lộ này màu tâm đang mặc là mã 3 đi. Tâm quên cái gì của đang mặc trên người à. Rồi, màu đỏ này mã 4 nha. Màu đỏ này mã 4 cho tâm nha. Mã 4. Một bộ 80.000. Chích 3 mũi về nhà làm thêm mũi 4 nữa là sao không hiểu. Chích mũi 3 về nhà làm thêm mũi 4 nữa. Chích ở đâu? Chích cái gì? Hiểu chết liền á. Rồi, màu hồng này mã 5 nha. Ủa, bộ chích ngừa đi mã thứ 4, 4 thứ 4. Thứ 4 rồi cái gì? Mũi 4 rồi cái gì? Sao ngoài này chưa kêu? Rồi, màu này là mã 6 nha. Đó, Loan nè cả nhà ơi, Loan nè. Ai thích Loan inbox Loan cho em mã 6. Ủa, mấy cái Loan này mình hết thế hả? Mình bán không này hết thế hả? Ghê. Chưa hay nữa. Chưa hay nữa cả nhà ơi, đây. Ủa, mình nhớ còn mà ta. Mình lôi tứ xứ nào rồi? Bán hàng lung tung lôi hết biết mòi cả nhà ơi. Biết em phùng bà cố luôn. Bán mà không biết mình đang bán cái gì. Tại em chút em không biết nước cái này sầm sàng. Sao vậy?
mango xếp ly nha. Rồi qua mẫu này nha, ai thích lộ hàng thì inbox em 80.000 một bộ nha. Ai thích lộ hàng thì inbox em 80.000 một bộ nha. Siêu đẹp cho em luôn, lộ hàng 80.000 một bộ, cực đẹp. Em còn mấy bộ à, size lớn à. Ui nực quá, sao mà đúng rồi, mập lên lanh mỡ gì nực quá trời. Hết biết rồi. Mango xếp ly cả nhà ơi, mango xếp ly nè. Mango xếp ly nha cả nhà ơi. Hàng này là nó phi size 65kg quay đầu cho em nha. Hàng này phi size 65kg quay đầu cho em, 100.000 một bộ. Cái này có tay bo nữa, tay chun á. Cổ có bèo luôn. Đây nha, cổ có bèo luôn, 65kg quay đầu cho em nha. Đây, cái mẫu này á, cái này là xếp ly nên mà mình mập á, nó cũng dúng nó tự nhiên gì nè. Nó nó thoải mái vậy nè, nó nhẹ lắm nha. Đây, mango xếp ly nha cả nhà ơi. Đó, một bộ 100.000 nha, một bộ 100.000 cho em, đẹp xuất sắc luôn. 65kg mình quay đầu giùm em nha. Đó, mẫu này là 65kg quay đầu giùm em, mango xếp ly nha. Quần dài giùm em, quần dài có túi hai bên luôn nha, siêu đẹp cho em luôn. 100.000 một bộ, vải siêu đẹp luôn. Đó, mua hàng là mình được kiểm tra hàng nha. Mango loại 1 giùm em, chất là em bao ghiền luôn, vải là em bao đẹp cho mình luôn nha. 100.000 một bộ, đẹp xuất sắc luôn. Rồi, ai thích màu này inbox cho em mã 1. Đó, mã 1 nha, mã 1 giùm em, 100.000 một bộ, đẹp xuất sắc luôn. 65kg quay đầu nha, đẹp lắm. Hàng này em nói là bao đẹp cho mình luôn á, mango xếp ly nha. Trời ơi trời, nó nực, không cố nực mẹ. Hết biết rồi. Đây, mango thì em là lúc nào cũng siêu 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 đẹp, siêu siêu đẹp nha. Đó, xếp ly cả nhà ơi, ai thích mango xếp ly inbox cho em mã 1 nha. Mã 1 giùm em, 100.000 một bộ, siêu đẹp. Đó, mặc lên là em nói là siêu đẹp cho em luôn. 100.000 một bộ nha, đẹp xuất sắc luôn. Rồi, ai thích màu này inbox cho em mã 1. Màu này mã 2, mặc lên thử mới biết. Nực quá. Có hoa hồng luôn mới chịu nha. Rồi, ai thích màu này inbox em mã 2, 65kg quay đầu nha. Mango xếp ly, tay cánh tiên, cổ tròn, ai mà không thích cổ sâu nè. Cổ này là siêu cao luôn. À, 65kg quay đầu giùm em, 65kg quay đầu giùm em nha. 100.000 một bộ, vải siêu siêu đẹp luôn. À, vải siêu siêu đẹp cho em luôn. 100.000 một bộ, đẹp xuất sắc luôn nha. Cực kỳ đẹp luôn, để mặc lên bộ cho mình xem. 65kg quay đầu giùm em nha, 100.000 một bộ. Mango loại 1 giùm em, vải siêu đẹp.
nè. Ai thích lên đơn cho em nha cả nhà ơi, 100 ngàn một bộ nè. Đó, mango xếp ly cho em siêu đẹp luôn, có hoa luôn nha. Tay là tay cánh tiên giùm em, quần dài có túi hai bên cho mình luôn nha. Một bộ 100 ngàn, vải đẹp xuất sắc. Mua hàng bên em là mình được kiểm tra hàng nha. Khách nào gần shop cứ việc ghé lựa thoải mái giùm em ha. Nhưng mà có lại thì lại buổi trưa giùm em nha. Tại buổi sáng nhà em bận công chuyện em sẽ không bán được nha. Đây, cực kỳ đẹp cho em luôn. Ai thích màu này thì inbox cho em mã 1 ha. Còn màu em đang mặc là mã 2, 65kg quay đầu giùm em nha. Cực kỳ đẹp luôn, 100 ngàn một bộ. Mango loại 1 giùm em, mango xếp ly nha cả nhà. Mango xếp ly nha. Màu em đang mặc là mã 2 nha, siêu đẹp luôn nè. Nó xếp ly nó cực kỳ thoải mái cho chị em mình luôn. Mặc bao sướng bao đẹp luôn, có cái hoa tinh tế cho mình chưa nào. Đây, tay cánh tiên, ai không thích cổ sâu, cái mẫu này là cổ vừa phải cho mình luôn nha. Không quá sâu mà không quá cao luôn. Rất đẹp mà thanh lịch nữa cả nhà, siêu sang luôn. Đó. Quần dài có túi hai bên cho mình luôn. Mặc em nói là bao ghiền bao đẹp cho mình nha. Một bộ 100 ngàn, vải siêu đẹp. Khách nào gần nhà thì mình lại shop mình lựa đồ giùm em. Còn khách nào ở xa á, mình cứ việc đặt hàng, bên em cho mình kiểm tra hàng thoải mái nha. Hàng đẹp hàng chất mình nhận hàng giúp em, hàng không đẹp mình khỏi cần nhận nha. Đó. Hàng bên em là em bao chất cho mình luôn, không đẹp không chất không lấy tiền. Ai thích màu em đang mặc mã 2 nha. Ai thích màu em đang mặc là mã 2 nha cả nhà. 65kg qua dầu nha. Cực kỳ đẹp luôn. Một bộ 100 ngàn. Vải đẹp xuất sắc cho em luôn nha. Mango xếp ly. Cực kỳ đẹp luôn cả nhà ơi. 65kg quay đầu nha. Cả nhà ơi có vô xem like á, cho em xin một nút chia sẻ like nha. Siêu đẹp giùm em luôn. Đó, mango xếp ly nè. Cực đẹp giùm em luôn nha cả nhà. Sang lắm luôn á. Có hoa nè. Có cái hoa hồng cho mình luôn, tay gắn tiền nè. Đẹp xuất sắc chưa. 100 ngàn một bộ, vải siêu đẹp luôn. Rồi, mẫu này có cái nơ luôn. Mẫu này có cái nơ luôn. Ai thích màu em đang mặc mã 2 nha. Inbox mã 2 cho em. 100 ngàn một bộ. Vải siêu đẹp. Rồi, màu này luôn cả nhà ơi. Mã 3. Mã 3 nha. 65kg quay đầu. Tay có nơ luôn nha cả nhà. Tay có nơ luôn. Bao cưng. 100 ngàn một bộ. Mango giùm em. Mango xếp ly 100 ngàn một bộ. Vải đẹp xuất sắc luôn. Đây. Siêu đẹp cho em luôn nè. Đó. Xếp ly này em khoái có cái là cái độ co giãn của nó là thật là sự là tự nhiên luôn á. Rất là nhẹ cái người mình luôn nha. Mình không có sợ phùng phình, không có sợ ở trong mọc quá hay sao. Mình mà cỡ nào nó giãn tới đó nè. Bao sang bao đẹp cho em luôn. Ai thích màu em đang mặc mã 3 nha. Mã 3 giùm em. Đó. Mã 3 giùm em nha. Cực kỳ đẹp luôn. 100 ngàn một bộ cả nhà ơi. 65kg quay đầu nha. Mã này là mã 3 nha. Màu em đang mặc là mã 3. Ai thích mã 3 inbox mã 3. Ai thích mã 1 inbox mã 1, mã 2 nha. Rồi, màu này là mã 2 nha. Ai thích mã 2 inbox cho em mã 2. Màu em đang mặc là mã 3. Một bộ 100 ngàn. Mã 2. Đó. Ai thích mã 2. Đó, màu em đang mặc là mã 3 nha cả nhà. Tay nè. Bao cưng luôn. Có chun luôn. Có nơ cho mình luôn nha. 65kg quay đầu giùm em. Vải siêu đẹp. Mango giùm em nha. Siêu đẹp giùm em luôn. 100 ngàn một bộ. Vải đẹp xuất sắc luôn.
Vải đẹp xuất sắc thì em luôn 100 ngàn một bộ. Không đẹp không lấy tiền. Rồi, ai thích màu này inbox cho em mã 3. Mã 3 100 ngàn một bộ. Mango giùm em. Mango giùm em nha cả nhà, mã 3. Siêu đẹp luôn. 65kg quay đầu mã 3 nha. Ai thích màu này inbox cho em mã 3. Rồi em lên màu hồng cho mình cả nhà ơi. Mã 4 nha. Mã 4 giùm em. 100 ngàn một bộ. Cổ vuông vuông. Đây, có cái nơ cho mình luôn. Tay nè. Đó, dúng nhẹ nha cả nhà. Siêu đẹp cho em luôn. 65kg quay đầu cho em. 100 ngàn một bộ nha. Ai thích màu hồng, ai thích màu này inbox cho em mã 4. Mã 4 giùm em tay nè. Đó, nó rung nhúng nhẹ nha. Đây, mặc cực kỳ thoải mái luôn cả nhà. Có nơ luôn nha. Cao giùm mình luôn. Quần dài có túi hai bên nha. Quần dài có túi hai bên cho em nha cả nhà ơi. Đẹp xuất sắc luôn. Rồi, ai thích màu này inbox cho em mã 4. Ai thích màu này inbox cho em mã 4 nha. Mã 4, một bộ 100 ngàn. Mã 4, một bộ 100 ngàn nha. Vải siêu đẹp cho em luôn. Đây, mã 4 giùm em. 100 ngàn một bộ. Mã 4, 100 ngàn một bộ nha. Cực kỳ đẹp cho em luôn. Rồi, ai thích mã 4 nên báo cho em mã 4 nha. Mã 4 giùm em 100 ngàn một bộ. Rồi, em lên mã này, mã 5 nha. Mã 5 Mango xếp ly giùm em. Vải siêu đẹp cho em luôn nha. Mã 5. Ai thích màu này inbox cho em mã 5. 100 ngàn một bộ. 65kg quay đầu nha. Đây, 100 ngàn một bộ. 65kg quay đầu. Đây có cái hoa cho mình luôn nha. Thiết kế có cái hoa cho mình luôn. Siêu đẹp luôn. Chất là siêu đẹp giùm em. Rồi, ai thích màu em đang mặc inbox cho em mã 5 nha. Đó, mango xếp ly siêu đẹp cho em luôn. Mặc lên bao sang cả nhà ơi. Rồi, ai thích màu này inbox cho em mã 5. 100 ngàn một bộ. Mã 5 nha. Mã 5, 100 ngàn một bộ. Có hoa giùm em nữa nha cả nhà. Có cái hoa nè. Có hoa hồng luôn. Đó, tay nè. Cực kỳ thoải mái luôn. Ai thích inbox cho em mã 5. 100 ngàn một bộ mango siêu đẹp cho em luôn. Siêu đẹp luôn đó cả nhà. Nha. Mã 5 nha. Ai thích mã 5 inbox cho em mã 5.
100.000 một bộ. Rồi, lên mã 6 cho mình nha. Ai thích màu này em bấm cho em mã 6. Mã 6 giùm em nha. Mango xếp ly. Mã 6 giùm em. Đây. Mã 6 nha cả nhà ơi, đây. Tay bao chu có thun luôn nha, có nơ luôn nha. Mã 6 giùm em. Một bộ 100.000. Chất mango siêu đẹp cho em luôn. À, mã 6. Ai thích mã 6 thì móc mã 6 cho em nha. Được. Trên dưới này. Mango nó trơn lắm cả nhà ơi, đẹp á. Đẹp xuất sắc luôn, nó trơn bà của bác luôn á. Rồi, ai thích mã này inbox cho em nha. Màu xanh là mã 5 nha cả nhà. Màu xanh là mã 5 nha. Màu em đang mặc là mã 6 nha. Màu em đang mặc là mã 6 nha cả nhà ơi. Siêu đẹp giùm em luôn, mango xếp ly luôn nè. Tay vo chun nè, có nơi cho mình luôn nha. Mã 6. Rồi, màu xanh là mã 5 nha. Màu em đang mặc là mã 6 nha. Lên cho mình mã 7 nha. Mã 7 cả nhà ơi. Ai thích mã 7 inbox cho em mã 7. Mã 7 giùm em. 100.000 một bộ. Chất mango giùm em. 65kg quay đầu. Đó. Cực đẹp luôn nha. Quần dài có túi hai bên cho mình. Đáy quần là người ta có dằn đáy cho mình hẳn hoi nha cả nhà. Có dằn đáy hẳn hoi nên cả nhà mình yên tâm nha. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi, ai thích màu này inbox cho em mã 7 nha. Đây, cổ vuông có ren luôn nè cả nhà. Siêu đẹp chưa? Rồi, ai thích màu này inbox cho em mã 7 nha. Mã 7 giùm em. Một bộ 100.000. Vải siêu đẹp. Vải siêu đẹp cho em, một bộ 100.000. Mã 7 nha. Ai thích màu này em báo cho em mã 7. Màu trắng cả nhà ơi. Màu trắng y chang chị cũng đang à, không phải. Tay bo chun. Tay bo chun giùm em. Đây. À, chưa có cái nơi nha. Cực đẹp luôn. Rồi, ai thích màu này inbox cho em mã 8. Mã 8 giùm em luôn. Quần dài nha. Quần dài có túi hai bên giùm em mã 8. Ai thích màu này inbox em mã 8. 65kg quay đầu. 65kg quay đầu giùm em nha, mã 8. Siêu đẹp cho em luôn, mã 8. Cực kỳ đẹp. Mã 9 nha. Mã 9 giùm em. Tay là tay cánh tiên. Có một cái hoa hồng cho mình luôn nè. Đây. Có một cái hoa hồng cho mình luôn. Mã 9. Mã 9 giùm em. Ai thích màu này inbox cho em mã 9. Mã 9 nha. Một bộ 100.000 vải siêu đẹp. Mã 9. Một bộ 100.000.
Đây, màu này là mã 10 cả nhà ơi, mã 10 nè. Ai thích xem hàng nào inbox em nha. Rồi, còn ai muốn xem gì nữa không ạ? Không ai xem gì em xuống like nha. 7 giờ tối là em like nha cả nhà. 7 giờ tối là em like nha. Ai thích mua hàng nào inbox em cả nhà ơi. Vải bên nhà em là siêu đẹp luôn. Còn khách nào gần nhà cứ việc lại shop lựa đồ thoải mái nha. Khách nào gần shop cứ việc lại đồ thoải mái. Em cho mình kiểm tra hàng thoải mái luôn. Hàng bên nhà em là em bao chất cho mình luôn, bao cho mình kiểm tra hàng luôn. Không đẹp không lấy tiền nha cả nhà. Rồi, không ai xem gì nữa em xuống like nha. Hẹn cả nhà mai 7 giờ tối nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn, hàng bên nhà em là bao chất luôn nha. Rồi em chào cả nhà nha.